tính thơm một tính thơm một hò mời bay bên lan chặt thơm lâu chặt thơm lâu mọi người bà đập liền mà mày mấy cái dân này đập bàn là dài mà luôn sẽ lên lán éo luôn nói không nói chặt mà nói móng chặt đây thứ chặt rồi rồi đi chân anh đó mà lại đã mà có đây đập kịp hơn trùng đập kịp tiết tiết ấp chạy đánh nâng ạ rồi ô hà linh cộng dẫn đánh nhớ chạy rồi ớt rồi dùng lan tiết vậy chạy ô nhưng chạy chạy ô chùa hay là một mình lại mà vấn đề phải chỉ buôn lan bay lan cứ với một lời này mà chơi thế rồi mà vậy chùa sẽ lấy lan nữa lan chính chứ lan là lan chính đó chắc đọc cái đó mà rồi cả rồi chùa nó sẽ lấy nhở tiền một cái tiền chắc này bạn chạm vào cái đầu ạ chạm vào cái đầu hay tầm một tiết chạm tích tiệt chứ à bộ ô hột cà rồi bạn tầm một tiết để chẳng không là nhưng bạn lực chạm thử lời từ đại giờ thử tới phim mà mấy đặt lên cạn chuyện thời sát pleng riêng pleng đực ba tận off không mày làm gì đây mà làm gì mà nó đo luôn chặt đó nọ đây chặt tạm đó tiếp hấp chặt xem mấy ôi đó nó đó đây chặt với nhá mà lan phải mở nó đây lan đọc trong đọc phim ó đó đây chả những cái đó đây ô hoạt sát chú tới với hia tới kinh kiến ó chụp đây chụp đây ó lại lời đây chơi nữa lại bong đây chơi tiếp mày chơi tiếp ba năm mày chơi tiếp kêu mày dạ đi dạ chặt cái speed mà đâu rồi đòn này má chặt đọc con đọc má
chặt ra bên bên đó. Rồi dây vào nếp lấy có phải 10 km mai đúng không? Chắc được cái hôm nếp lên bữa nào có đá ca đây thế lấy bụng xa đây mà ngày nó làn bỏ cho cài ấy cho dụng đầy ấy. Ok, chúc nè video của em.